Xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thứ hai tuần ngày đầu tiên giao dịch của tuần cuối của tháng 4 tháng 9 năm 2020. Thì chúng ta thấy phiên giao dịch hôm nay thì các cái cổ phiếu tụ phiếu trụ tăng khá là mạnh. Và đây có thể coi là một cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường. Giống như video clip tối hôm qua trong cái video clip nhận định thị trường tuần thì mình cũng có chia sẻ về cái khả năng là thị trường nó nó đang tạo cái mô hình cốc tay cầm ha, có thể là Uh, mô hình chuẩn hay chưa chuẩn thì không không rõ nhưng mà rồi nay nó red ra khỏi cái quai. Đặc biệt là gì? Nó tạo gáp thị trường này tăng tạo gáp um, khoảng 4 năm điểm gì đó. Uh, red khỏi cái vùng cản trước đây của nó là vùng khoảng sáu uh, Và đặc biệt hôm nay đóng cửa thì vẫn ở cái vùng khá cao như vậy là cũng cũng khá là ổn cho một cái nhịp có thể có thể coi đó là một cái nhịp tăng tiếp theo của thị trường. Đúng không ạ? Giống như hôm qua mình cũng có thể so sánh với cái thị trường của Mỹ chẳng hạn mình đang trong một cái nhịp chỉnh uh, khá là tích cực. Thì có thể là những phiên tiếp theo thì chúng ta thấy là À, với cái sự kỳ vọng à, với cái những cái dấu hiệu tích cực như vậy à, thì thị trường khả năng sẽ sẽ tiếp tục tăng ha. ngoài ra thì những cái tác động của thị trường thế giới rồi cũng như các cái tin tức khác liên quan thì à, liệu rằng nó có ảnh hưởng đến thị trường trong nước của chúng ta hay không à, rồi liệu rằng vini có có bị điều chỉnh hay không à, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm một số ý trong cái video ngày hôm nay thì tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư Um, đây chúng ta quay quay trở lại với với thị trường với, với chỉ số kỹ thuật của là hay điều đồ của vinindex hôm qua mình vẽ cái đây cái mô hình có cái cầm phải tất nhiên là mình mình có nói là về vấn đề về thanh khoản đây này đó là là thanh khoản ở cái quay này thì nó tích lũy không có chặt cho nên là đôi lúc là à, có thể là mô hình nó bị sai tức là cái xác suất sai của nó là cao hơn còn tất nhiên đó trước đó là có một nhịp tăng rồi sau đó là có một nhịp điều chỉnh thì cái cốc này hôm nay khá đẹp đặc biệt là chúng ta chú ý đây nó có một cái gáp so với cái giá đóng cửa gáp à? này thì nó tầm từ từ vùng 900 lên cho khoảng 904 tức là nó khoảng 4 điểm thôi nó và đặc biệt là chúng ta thấy phiên ngày hôm nay thanh khoản tăng khá là cao ờ, tính là thanh khoản hôm nay tổng cả ba sàn giá trị cả thỏa thuận nữa của nó khoảng gần 9.000 tỷ 8.933 tỷ rồi cho nó giao dịch thỏa thuận là hết 1 1498 thì coi như 1 rưỡi tỷ đi Đúng không? thì chúng ta thấy trong hôm nay một phiên khá là tích cực chúng ta thấy thị trường khá là đồng đều và khá là đẹp trong rổ viên 30 là chỉ có chỉ có là 25 mã tăng hai mã tham chiếu và có ba mã giảm thôi nếu nếu nói mà cái cái lực đỡ chính của thị trường hôm nay đến từ nhóm ngân hàng thì đôi khi đó lại cũng không có đầy đủ cho lắm bởi vì chúng ta thấy trong đây có hai ngân hàng lớn mà nó lại đóng cửa giảm điểm đó là BIDV và CTG đóng cửa giảm điểm Đúng không? còn lại là gần như tất cả các ngân hàng đều xanh nó thì chúng ta thấy là 25 mã trong trong rổ viên 30 đều xanh và thậm chí xanh rất tích cực và cái động lực kéo chính của thị trường hôm nay nó lại đến từ nhóm từ cổ phiếu Vinamilk cổ phiếu vick đây chúng ta thấy. Đó. Vinamilk là uh, Vic đóng góp vào 1.9 điểm tăng. Tiếp theo là Vinamilk 1.8 điểm. Ở thế giới di động, Rồi thế giới di động sau cái tin mà ra mà cái lợi nhuận của cái chuỗi bách hóa xanh nó nó tăng khoảng tầm 14% so với cùng kỳ thì cái cái cổ phiếu thế giới động này tăng khá nhiều và nó cũng đóng góp với không gần 0.5 điểm tăng trong đây. Ngoài ra là một loạt các ngân hàng đúng không? Techcombank, HDBank này, MBB này, đó, đóng góp vào cái, cái cái điểm tăng đây. À, Việt Combine cũng đóng góp vì số tăng. ở à, chiều kéo giảm mạnh nhất vẫn là VADV à, tiếp theo là tới BKMX BPM và tới CTG về khẩu giang, à, Hoa Sen Nam Long gì bên Đấy là đây các cổ phiếu đóng góp vào chỉ số. Và thêm một cái điều tích cực nữa mà chúng ta thấy là hôm nay, hôm nay rất vui là có thể chúng ta nhìn nhận ở một góc độ là gì thị trường nhiều người nói thẳng có thể có thể nói là nhiều người kỳ vọng là thị trường sẽ sẽ tăng trở lại trong cái nhịp sắp tới này ở đây cản trước mắt của nó ở đâu đó có một cái đường MA nữa để tôi tôi sâu thêm cái đường MA nữa ra Mình mình đang thiếu một cái đường MA hình như đủ rồi mà ừ, đây là đây là đủ mấy cái đường MA chính rồi 20, 50, 100 và 200. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là chỉ số hiện tại nó đang nằm trên tất cả các cái đường MA ma 20 đang ngóc lên rất mạnh, ha. cái hướng lên của M20 chúng ta thấy độ dốc rất là cao và đặc biệt là chúng ta thấy là các yếu tố hợp lưu của ba cái đường MA xa hơn, cụ thể là MA200 đang nằm ở giữa, à, tiếp theo là MA20, 50 và MA100 cũng đang tụ lại. Thì tôi nói là khi mà ba cái đường MA này nó hội tụ tại vùng này thì nó sẽ tạo ra những cái điểm giao cắt rất là quyết liệt và rất là mạnh, đúng không ạ? Ngay chính cái vùng này, MA20 cắt lên vùng MA50 đây, MA100 đây cũng là một cái điểm hỗ trợ, một cái điểm tích cực cho cái xu hướng của thị trường sắp tới rõ ràng là xét về gọi là mô hình cốc tay cầm thì chúng ta nhìn hình dung là tích lũy trong cái cốc này thì ok đúng không nhưng mà cái quai thì tích lũy không chặt tuy nhiên đó chúng ta thấy là tất cả các cái yếu tố khác đúng không ạ cái phần quai cốc nằm trên ma 20 trên ma 200 và tất cả các yếu tố khác đều đang đang khá là ổn Trong một cái nhịp tăng sắp tới thì với góc độ cá nhân mình thì mình cũng kỳ vọng nó sẽ phải về vùng 940 đúng không ạ 940 trong nhịp này tuy nhiên là với những cái diễn biến hiện tại rồi tình hình chung thì có thể là sẽ gặp những cái khó khăn. Và như hôm qua chúng ta thấy là trong ở đồ thị tuần thì nó có một cái cản gần ở khoảng 920. Đấy, đây chúng ta thấy với cái đồ thị này thì nó có một cái cản ở cái đường màu đen này MA50, 50 tuần ở vùng 922. Hy vọng là nó break khỏi vùng này thì nó mới đi lên để nó test lại cái vùng 940 được. Thì đó cũng là những cái cái gọi là những cái sự kỳ vọng trong cái cái thời gian sắp tới. Ở đây chúng ta xem tình hình thế giới một chút xíu thì hiện tại bây giờ là 6 giờ tối à thì toàn bộ thị trường châu Âu đang giảm rất mạnh tất cả các thị trường châu Âu đều giảm từ 3 2 2, mấy đến 3 phần trăm coi như 3 trăm hết các nền kinh tế lớn của châu Âu này, Đức 3,2 phần trăm này Anh 3,24 phần trăm Pháp 3,11 phẩy chỉ số của châu Âu là nó giảm tới 3 tất cả các nền kinh tế của châu Âu đều giảm cùng với đó là khu vực châu Á chúng ta hôm nay cũng giảm một loạt luôn nói chung là nhìn nhìn tự chung lại chứng khoán Nhật hôm nay nghỉ không giao dịch ngày mai nó vẫn nghỉ tiếp chúng ta nhìn chung lại thì nhìn trên cái bảng này đây chúng ta thấy nhìn cái bảng các chỉ số chính trên thế giới ngoại trừ cái chỉ số đo lường rủi ro của Mỹ chỉ số tâm lý sợ hãi này nó tăng rất mạnh là tăng tới 16% đây và các cái cái chỉ số của Việt Nam xanh còn lại là đỏ hết chả thấy miếu nào xanh cả trừ ông Nhật này ông Nhật này thì cũng 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 nghỉ giao dịch cho nên là nó mới, à, chúng ta thấy rõ ràng là cái 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 tâm lý cái đà đà bùng nổ của thị trường cũng như là cái sự hưng phấn của nhà đầu tư trong nước có vẻ là là hơi mạnh trong cái phiên ngày hôm nay đúng không ạ ngày hôm nay nếu mà anh, anh chị vào đánh phái sinh và theo dõi phái sinh thì thấy là khi mà Dow Jones tương lai nó 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 giảm mạnh ở đây này nhiều những lúc có những lúc giảm hơn 100 điểm là chúng ta đã thấy lo sợ rồi lo sợ cho đà tăng của thị trường đặc biệt là gần cuối phiên đó. gần cuối phiên là Dow Jones có những lúc âm tới hơn 300 điểm Dow Jones tương lai à, nhưng mà rồi nhiều người nghĩ là cái thị trường chúng ta nó sẽ điều chỉnh nó nó dừng đâu đó ở mức tham chiếu mình cũng nghĩ vậy à, nhưng mà rồi cuối cùng đóng cửa vẫn tăng coi như 7 điểm rồi đây, tăng 0,78 phần trăm nhìn tự chung lại các thị trường chỉ có một mình chúng ta xanh à, cùng với cái tâm lý sợ hãi của nhà đầu tư trên ở thị trường mỹ còn lại các cái nền kinh tế đều đều bị ảnh hưởng thì hôm nay các cái bản thân các cái thị trường hiện tại thì ngoài cái họ chờ đợi những cái thông tin rõ ràng thị trường bây giờ là, là vùng chống thông tin à, có chăng ngày mai thì phép chủ tịch phép và bộ trưởng bộ tài chính của mỹ thì sẽ có những cái bài phát biểu liên quan đến các cái chính sách hỗ trợ sắp tới À, có hay không là có các cái gói cứu trợ mới cho 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 người dân bởi vì trước đây cái gói này nó đã hết rồi hết rồi tôi từ hồi là 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 tháng tháng 7 rồi. đó nhưng mà rồi cứ nhập nhằng nhập nhằng miết rồi các cụ cũng chưa quyết được cái gói cứu trợ mới mặc dù bác chung được ký rồi Đúng không ạ thì bây giờ ngày mai hai cụ kia bắt đầu sẽ phải báo cáo xem tình hình thế nào có cứu trợ tiếp hay không hỗ trợ được cái gì đó thì cái phương án là như vậy và cái tâm lý nhà đầu tư có thể là sự kỳ vọng ở đó à, nhưng mà trước đó thì chúng ta thấy là à, theo một cái tài liệu mật của chính phủ Mỹ thì có khá nhiều các cái ngân hàng lớn à, đã tham gia vào các cái giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, à, hay là đúng hơn là liên quan đến hoạt động rửa tiền à, và những cái dòng tiền bẩn trong cái cái giai đoạn thời gian khá dài như vừa qua. Và đặc biệt là chúng ta chú ý là có năm ngân hàng lớn, ở đây là hiệp hội các cái ngân hàng nó nó tuồn các cái thông tin ra và nó nó, nó, nó kiện lên, nó đệ trình lên chính phủ Mỹ, đúng không? Đó và có những ngân hàng ở Mỹ cũng có những ngân hàng ở các nước khác. Ví dụ ở Mỹ thì ở, ở trên các nước ấy, chúng ta thấy những ngân hàng lớn của thế giới là gì gồm có gì HSBC đúng không ạ? rồi ở Mỹ thì có JP Morgan Đó. rồi ở Đức thì có DOWSTERT BANK đúng không rồi STANDARD Chartered rồi BANK OF NEW YORK của Mỹ nữa như vậy là ở Mỹ có hai ngân hàng Đó. rồi Châu Á và các nước khác ở Đức ở Châu Âu một ở Châu Á hai như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là gì đây là những cái gọi là thật ra thì người ta nói là các cái các cái giao dịch này, này trong các cái báo cáo này nó nhấn mạnh là các cái khoản tiền ví dụ như JP Morgan chẳng hạn nó xử lý cho các cái cá nhân và các cái công ty mà à, có dấu hiệu về tham nhũng ở Venezuela rồi Ukraine hoặc là Malaysia, à, đâu đó còn có cả những yếu tố ở Triều Tiên nữa đúng không? đó rồi ngoài ra thì từ các cái chương trình Ponzi cái chương trình đàn, gọi là đa cấp đó, nó chuyển thông qua HSBC, đó thì, thì rõ ràng là như vậy chúng ta thấy là đây cũng là một cái thông tin tác động khá mạnh đến cái cái tâm lý của 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 nhà đầu tư và gì chúng ta chú ý là trên tất cả các thị trường tôi tôi vẫn hay chia sẻ rồi trên các cái cổ phiếu ngân hàng thì thường nó chiếm cái tỷ trọng lớn cái vốn hóa của thị trường nếu bạn thấy ở Việt Nam vậy ha, cổ phiếu mà có vốn hóa lớn nhất thị trường cũng là cổ phiếu của ngân hàng đúng không ạ tất cả luôn chúng ta nhìn trong top 10 cổ phiếu lớn nhất thị trường đa phần là cổ phiếu ngân hàng thì đây cũng vậy các cái thị trường này ngay lập tức là nó phản ứng và các cổ phiếu ngân hàng này đều bị giảm khá là mạnh và nó góp phần kéo chỉ số xuống và làm cho các ngân hàng khác ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và gần như là toàn bộ các ngành ngân hàng đều giảm. Và rõ ràng hôm nay ngược lại thì chúng ta quay lại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam thì gần như là xanh hết. Đấy, thì đấy là một cái câu chuyện mà để để chúng ta hình dung ra là tại sao hôm nay thị trường bất ngờ giảm, giảm mạnh mà giảm nhiều như vậy ạ còn, còn lại là các cái vấn đề khác gần như là không không có gì thay đổi đâu giới đầu tư vẫn đang kỳ vọng là gì ờ có thể ngày mai uh, chủ tịch fed và bộ trưởng tài chính mỹ họp Rồi cũng đưa ra những cái gói cứu trợ mới thì có thể là một cái động lực rất là tích cực cho thị trường đúng không ạ thế chúng ta chú ý là với những cái thông tin lo lắng như vậy thì bắt đầu là giá usd tăng rất là mạnh giá usd tăng mạnh và giá vàng là có dấu hiệu giảm theo đấy chúng ta xem hàng hóa dầu thô với vàng bắt đầu rơi mạnh đấy chúng ta thấy Đó tin này ra thôi là chúng ta thấy giá vàng giảm rất mạnh đó, dầu thô cũng rơi mạnh dầu thô thì nó rơi nó do cái cung cầu thôi à, bảo tan rồi thì các cái nhà máy dầu bắt đầu nó khai thác trở lại thì nó sụt giảm ngoài ra về cái 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 nhu cầu nhu cầu đi lại nhu cầu tiêu thụ nó cũng thấp đi thì giá dầu giảm là bình thường nhưng mà ý là đồng usd ngay lập tức là mạnh lên rất nhiều Đúng không? và giá vàng giảm tới 24 đô trong trong ít phút vừa qua thôi ngay sau những cái thông tin như thế này à, chúng ta thấy rõ ràng là một câu chuyện gì ở đây cái, cái thời điểm này này có những thứ rất là khó lường Thì thường chúng ta hình như một câu chuyện là khi mà thị trường chứng khoán mà giảm thì dòng tiền nó phải chạy qua vàng đúng không ạ nó giống như trước đây những video clip mà tôi làm thời điểm tháng 3 tháng 3 là thời điểm chúng ta nhìn vào cái thứ quái gì nó cũng giảm hết vàng cũng giảm thậm chí bitcoin cũng giảm rồi chứng khoán cũng giảm ha? bất động sản cũng giảm cho cái thứ gì cũng giảm đó USD cũng giảm luôn USD bây giờ đang loanh quanh ở vùng 92 mấy rồi cái mức khá là thấp ở vùng đáy của nó mấy mấy năm nay rồi đó thì hôm nay USD dấu hiệu hồi phục nhưng mà vàng giảm mà tại sao chứng khoán cũng giảm đấy đấy thì đấy những cái thông tin mà mà chúng ta có thể theo dõi thêm. Còn rõ ràng là nhà đầu tư vẫn là tiếp tục kỳ vọng đúng không ạ? Kỳ vọng chính các chính phủ, các nền kinh tế là tiếp tục hỗ trợ cho thị trường. Đúng không? Còn còn thị trường trong nước của chúng ta thì về dịch bệnh thì thôi không không chia sẻ nữa. Rõ ràng là chúng ta đang kiểm soát khá là tốt rồi. Rồi ngoài ra chúng ta thấy là theo một cái báo cáo của những cái, cái trang mà thống kê lớn đó, thì gần như là các cái nền kinh tế lớn trên thế giới, ha, thì các cái chỉ số sản xuất nó có dấu hiệu phục hồi mạnh. kể cả là chỉ số sản xuất, à, rồi cái thương mại Ha, đặc biệt là thương mại toàn cầu nó nó đang có dấu hiệu phục hồi rất là tích cực so ít nhất là là trong cái tháng 8 vừa rồi tháng 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 8 vừa rồi so với các cái tháng trước đó tất nhiên là so với cả năm so với năm ngoái thì nó vẫn đang suy giảm ha, nhưng mà người ta đánh giá ở đây là cái tốc độ hồi phục tốc độ hồi phục của cái kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu ha, rồi các cái chỉ số về cung ứng các chỉ số sản xuất các chỉ số đơn đặt hàng ha, thì người ta đang thấy là nó có những cái tiến bộ rất là rõ rệt ở tất cả các nước ha, rất nhiều nước ví dụ như đức rồi Canada, Anh, Trung Quốc, Úc, đó, Tây Ban Nha vân vân. Kể kể cả Việt Nam cũng vậy, không có những cái bước tiến triển khá là tích cực. Thì đó cũng là những cái cái động lực cho cho thị trường trong thời gian sắp tới thì chúng ta có thể theo dõi thêm. À, đó là thị trường thế giới, còn chúng ta quay lại thị trường trong nước thì rõ ràng là với những cái đà tăng như thế này. À, và đặc biệt là cái chỉ số kỹ thuật đang khá tốt thì có chăng á, chúng ta cũng có lo sợ là ở với Mỹ nó giảm mạnh như thế này thì có ảnh hưởng gì trong nước không? À, tuần tôi đã nói rồi tác động thì ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý thôi. À, còn cái thực thể về thực thể đối với từng doanh nghiệp cụ thể, đối với từng nền kinh tế cụ thể thì tất nhiên cái cái mức độ tương tác, cái mức độ ảnh hưởng nó cũng sẽ khác nhau, đúng không ạ? Thế thì chúng ta theo dõi thêm. Có thể là vì nó nhìn thấy Dow Jones giảm mạnh như thế này, cụ thể là như mai mà Dow Jones đóng cửa mà giảm sâu nữa, à, thì hơn hai thì có kèm theo cái đà bán tháo của nhóm ngân hàng rồi nhóm công nghệ nữa, mà mà Dow Jones giảm mạnh hơn thì có thể là thị trường chúng ta nó cũng sẽ có những cái phản ứng tiêu cực đó rồi ví dụ cái đà bùng nổ này nó có thể bị bị gọi là bị sai, bị gãy luôn đúng không? Đó, còn nếu mà mọi thứ vẫn tích cực tức là tâm lý của nhà đầu tư không quá bất an không quá lo sợ thì tôi nghĩ nếu ngày mai chứng mỹ mà đóng cửa giảm mạnh đi, chẳng hạn giảm tầm hai phần trăm thì khả năng ngày mai chúng ta tạo gap giảm và đồng thời là cái gap đấy nó sẽ lấp luôn cái gap này lại, đúng không ạ? Nó lại về đâu đó vùng 900 trăm sau đó lại bật lên thôi. Mai mà có gap giảm chắc theo tôi nghĩ đó là cơ hội để chúng ta mua vào. À, thì còn tính ở góc độ nào đó thì dài hạn thì chúng ta vẫn vẫn cứ kỳ vọng cho nó ít nhất phải lên được 920 không phải lên 940 rồi muốn chỉnh gì thì chỉnh đúng không ạ đó các cái mô hình đều đang khá đẹp và đặc biệt là gì có một động thái nữa chúng ta thấy là hôm nay tây ta gì khối tự doanh nói chung dòng tiền lớn là quay lại mua ròng rồi à, không như trước nữa tuần trước là đã hôm qua trong clip mình có thống kê cho mọi người đấy đúng không ạ tự doanh cũng bán ròng gần 700 tỷ à, khối ngoại bán ròng 1.300 tỷ à, hôm nay thì khối 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 ngoại quay lại mua ròng hơn 100 tỷ rồi 999 tỷ coi như 100 tỷ đi nó tập trung gom mạnh PLX PLX khối khối ngoại nó gom liên tục trong cái giai đoạn vừa qua ha? VRE cũng vậy à, bắt đầu quay lại gom Vinamilk bán ra Vinhom vẫn bán gas không, không thấy bán hòa phát nữa mọi chuyện khi thay thì bán hòa phát lắm đó thì khối tự doanh cũng vậy khối tự doanh này còn mua mạnh hơn nữa không khối tự doanh mua ròng khoảng 200 tỷ mua gấp đôi khối ngoại luôn đó, cũng tập trung mua các mã này và nó thoát đang khó thoát khỏi các mã như là DPM này. Để giới di động này nó bán ra mạnh và tập trung gom này vinamilk và toàn bộ các mã ngân hàng cũng như là hòa phát các trụ này chúng ta để ý trong cái nhóm mà khối tự doanh gom mua là đa phần là là trong vn 30 là một cái thứ hai là gì là các cái mã thuộc nhóm tài chính ngân hàng là cũng cũng đang được gom khá nhiều thì đó đó là một cái có thể coi là một cái động lực hay nó đứng hơn là có thể chứng minh là gì cái dòng tiền lớn đâu đó nó vẫn còn loanh quanh trong thị trường nó có dấu hiệu quay trở lại à, thì có thể là nó là một cái, cái 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 gọi là cái xu hướng sắp tới cho thị trường ngoài ra là gì chúng ta để ý là hôm nay cái cái đà tăng của thị trường đấy chúng ta nhìn vào cái cái phân bổ dòng tiền à, buổi sáng thì cái cái lực mua rất là mạnh nhưng buổi chiều thì cái áp lực bán nó bắt đầu nó gia tăng lên nó và chúng ta chú ý là số mã tăng mã giảm thì nó không có lệch nhau nhiều tức là cái độ cân bằng của thị trường nó cũng khá rồi kể cả cái đà cái cái số cổ phiếu mà nó không thay đổi nó cũng khá lớn trong cái nhịp này thì chúng ta thấy là cái thanh khoản thị trường hôm nay lớn một phần là gì một phần là do thị trường đang kéo trụ và các cổ phiếu trụ thì đa phần là cái cổ phiếu là là có thị giá cao đúng không ạ mà chúng ta mua bán thì thì nó cái khối lượng thì có vẻ là thấp nhưng mà cái giá trị nó, nó cao hơn đó thì nó 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 sẽ xảy ra là dẫn đến là cái cái tiền thì nhiều nhưng mà chúng ta thấy cái vốn nó không tăng nó chúng ta chú ý tiền hôm nay rất nhiều nhá tiền hôm nay nhiều hơn là là nhà là, những cái phiên như thế này phiên này chỉ có tám nghìn mấy tỷ thôi này họ phiên này tới chín nghìn mấy tỷ nhưng mà cái cái vôn nó lại thấp hơn thì rõ ràng là những cái giai đoạn như thế này chúng ta thấy những cây nến như thế này tôi nói là chúng ta chú ý được trước đó thì những cái cây nến như thế này cái cái vôn thì tức là cái thanh khoản khối lượng thì lớn nhưng mà tiền thì không nhiều là do gì nhóm Midcap cáp nó kéo thị trường nó 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 xanh phải đúng không còn các cổ phiếu trụ là đều giảm hết cho nên là gì cái thanh khoản nó được đẩy lên nhưng mà dòng tiền nó không nhiều nhưng bây giờ tiền vào nhiều nhưng mà thanh khoản lại thấp thì chứng tỏ là gì nó tập trung kéo trụ thôi nó và tôi nói rồi thị trường muốn đi nhịp này bắt buộc phải có trụ mà trụ chính trong nhịp này là ngân hàng kết hợp thêm Vinamilk có những cái câu chuyện riêng đúng không ạ đó rồi có vick hỗ trợ thêm hòa phát đó rất nhiều cổ phiếu có câu chuyện trong cái nhịp này rồi nó vẫn tích cực nó vẫn đi lên thì chúng ta vẫn cứ thấy nó nó cứ lầm lũi đi lên rồi ngoài ra nhóm ngân hàng thì khá nhiều các ngân hàng nó có dấu hiệu nó có những thông tin về chuyển sàn nữa rồi gì các cái dấu hiệu về khả năng là trong thời gian sắp tới là ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm lãi suất đầu vào và đầu ra luôn bởi vì cái 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 gọi là cái cái thặng dư tín dụng của chúng ta nó đang khá lớn đúng không ạ doanh nghiệp thì không dám vay dân cũng chẳng dám vay mà ngân hàng cũng chẳng dám giải ngân cho vay nữa dẫn đến tiền nó thừa rất là nhiều cho nên là chúng ta phải 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 tiếp tục giảm lãi suất tức là cái dư địa cái tiềm năng để mà mà giảm lãi suất thì tiếp tục còn được được thực hiện đúng không ạ thì khi mà lãi suất giảm thì tất nhiên là tiền nó chắc lại quay lại trứng thôi tiền tập trung vào chứng khoán nhiều rút tiền tiết kiệm là không tiết kiệm nữa ha. đi mua cổ phiếu cho rồi thì thị trường nó nó sẽ tích cực lên trong cái nhịp sắp tới cá nhân tôi góc độ vẫn cứ kỳ vọng lên 940 trước đã tí sau. Đúng không? rồi lên tới đó rồi chỉnh đi đâu về đâu thì chúng ta tính tiếp. À, chúng ta chú ý sao từng từng các cái dòng, các cái mã thì hôm nay thì chúng ta thấy là cái ngoài nhóm ngân hàng ha thì nhóm cổ phiếu trụ, nhóm 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 Vix vẫn vẫn tăng nó vick Vix, Vinhome rồi, VRE hôm nay cũng tăng khá là tích cực. Đó ngoài ra nhóm 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 cổ phiếu bảo hiểm cũng tốt này. BVH nay tăng mạnh. Rồi nhóm bán lẻ PNG và thế giới di động cũng tăng tốt này fpt nữa, họ rất nhiều, còn một số cổ phiếu thuộc nhóm điều chỉnh, ví dụ nhóm là à, đâu đó là liên quan đến nhóm khu công nghiệp là có dấu hiệu điều chỉnh này, đó thậm chí là nhóm dòng phân bón này cũng có dấu hiệu giảm lại rồi, đó, tức là những cổ phiếu nào nó đã đã có một cái nhịp tăng trước rồi, à, nó có nhịp gọi là hình thành cái cái, cái 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 cạnh cạnh bên của cái coi này thì các cụ tăng rồi thì bây giờ các cụ buộc phải chỉnh thôi. À, nhường sóng lại cho các cái cổ phiếu lớn hơn các cổ phiếu trụ nó sẽ kéo thị trường trong cái nhịp này đó là thể hiện qua cái cái khối cái cái dòng tiền rất là lớn nhưng mà cái thanh khoản thì không nhiều à, thể hiện là các trụ đang được kéo trong nhịp này và nếu chúng ta có tham gia trading trong nhịp này à, như như cái bài nhận định của mình mình đang có đăng trên trên cái 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 telegram đó chúng ta chú ý do do cái file của mình nó nó bị report mất rồi cho nên, nên là bây giờ mình không biết chia sẻ mọi người ngoài cái clip có nhiều người thì xem clip có nhiều người không xem clip À trước đây thì có nhóm Facebook rồi rất đông anh em trong đó chúng ta theo dõi thêm hàng ngày mình đều cập nhật tin tức của đó nhưng bây giờ nó nó bị mất rồi mất phay rồi chúng ta mở lại không được cho nên là là chúng ta bắt buộc chúng ta phải theo dõi thêm cái kênh trên telegram này đó, telegram này chắc cũng được khoảng 2.500 người tham gia đây Ốp up lên thì cũng chỉ có khoảng nghìn mấy người nghìn rưỡi nghìn có những tin lâu lâu thì được 2.500 lượt xem còn không là chỉ khoảng nghìn mấy trong phiên thôi ở trong này đầu phiên cứ trước mỗi phiên giao dịch là mình đều có cập nhật tin tức cũng như là những cái định hướng ở trên này thì nói thật là do là thị trường nó khá đông rồi cái cách thức hỗ trợ và vân vân mọi thứ cho nên mình chỉ đưa ra cái góc độ nhận định về chung chung về về xu hướng của thị trường cũng như là những cái nhóm ngành nào nó sẽ tích cực nhóm ngành nào nó gặp khó khăn để cho chúng ta có những cái bước là chúng ta giao dịch cho nó hiệu quả thôi chứ mình cũng không nêu cụ thể cái cổ phiếu nào ra đó còn bạn nào muốn muốn nắm được cổ phiếu cụ thể thì tất nhiên là chúng ta nếu nếu mà những cái nhóm công khai nhóm đông như này mà chúng ta public các cái cổ phiếu ra thì đôi khi có thể đang tốt lại thành xấu đúng không ạ? À, nhiều người lại bảo là là vô tình mình lại giúp hoặc là lái lượn này, này kia họ vô họ nghe thấy thì nó cũng không hay. Ở từng nhóm như vậy chúng ta cũng phải có những cái đề phòng. Đôi khi về lý thuyết có thể là nó tốt cái tự nhiên nhảy vô cái rồi. Cả nhóm còn một khối lượng rất đông người bu vô thì nó vô tình nó gãy kỹ thuật và nó nó không còn hay nữa, nó không còn hiệu quả nữa cho nên tôi nói là từng dòng như thế này đúng không ạ chúng ta thấy là nhà đầu tư hôm nay này nhà đầu tư chú ý dòng ngân hàng này, chứng khoán bảo hiểm này công nghệ bán lẻ vật liệu xây dựng đó thì thì rõ ràng là chúng ta cứ tìm những cái ngành này và những cổ phiếu nào đầu ngành tốt thì chúng ta canh chúng ta bụp thôi còn những nhóm ngành khác thì chúng ta có thể là thoát bớt đây này ví dụ nhóm khu nghiệp thủy sản diệt may phân bón này, nông nghiệp dầu khí này đó thì cần điều chỉnh trước khi tăng tiếp đấy là mình mình nói như thế này thì chúng ta cũng phải có những cái động thái và chúng ta uh, tập và chúng ta học cách chúng ta tư duy để chúng ta có thể là 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 tự chủ động được trong vấn đề này chứ còn nhiều khi cứ nhắn lên vậy thì mấy bạn lại cái nhiều bạn lại bảo là thì ông cứ nói chung chung kiểu đấy ai biết đường mà lần thì nói mua bán gì thì nói đại ra cái nói đại không được đâu tôi nói thật nói đại ra là nói nói đại ra mà các bạn nhảy vô là các bạn có khi bị toang thật đấy đó, cho nên là các bạn hết sức thông cảm ha chia sẻ ở góc độ này để chúng ta có thể hình dung nhận định chung chung nhận định về thị trường để chúng ta có thêm cái chất liệu chúng ta đầu tư là nó đã tốt lắm rồi đó còn bản thân thị trường thì nó cứ vận hành và nó cứ đi có thể chúng ta có tham gia hay không tham gia nó cũng thế thị trường nó vẫn còn đó vẫn còn tồn tại à, nó vẫn phát triển à, có thêm chúng ta thì có thể nó đông hơn nó vui hơn và nó đi nhanh hơn một chút xíu à, còn nếu không có thì nó vẫn cứ từ từ nó đi lên 20 năm qua nó vẫn nằm ở đó rồi cho nên chúng ta cũng không có phải trách mắc móc thị trường hay là trách móc người này người kia làm gì đúng không là cứ đầu tư việc của chúng ta đầu tư tìm hiểu doanh nghiệp tốt tìm hiểu rõ cổ phiếu của mình chúng ta đầu tư đó rồi thị trường điều chỉnh thì chúng ta thoát ra chúng ta chờ vào lại đó, thị trường tốt thì chúng ta cứ mua thôi đó, đó những phiên break như thế này thì chúng ta à, mua đuổi thì cũng khá là rủi ro đúng không đó còn ngày mai nếu mà cơ hội lấp gáp thì nếu ai chưa vào chúng ta vẫn có thể vào được trong cái nhịp này bởi vì xu hướng chung của nó vẫn đang khá là tích cực đó, có thể là chứng khoán thế giới thì xấu một chút xíu xấu thật đấy chứ không phải xấu chút xíu đâu châu Âu là hơn 3% trăm và Mỹ tạm thời cũng gần 2% như thế này là là xấu thực sự rồi, đó. chứ không phải là hơi xấu xấu rồi giá vàng, giá USD đều giảm hết, ở giá vàng và giá dầu thô đều giảm hết thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái, cái yếu tố về tâm lý, đặc biệt là cái chỉ số đo lường rủi ro nó đang ở mức khá là cao, cho à, nên là chúng ta cũng hết sức cẩn trọng. Đó, rồi thì một số ý chia sẻ trong video hôm nay như vậy, chúc anh chị có thêm được cái chất liệu, có thêm được cái à, nguồn thông tin để mà chúng ta đưa ra được những cái quyết định đúng đắn để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. đó À, cái nhóm telegram này bạn nào vào thì nhắn qua cho mình mình sẽ thêm các bạn vào ha. chứ cũng chưa chưa có public lên này đưa cái link lên đó còn mình mình có cái nhóm zalo mà hỗ trợ các cái tin tức có thể là, là sâu sát hơn trong các cái từng cái diễn biến của 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 thị trường trong trong ngày giao dịch á thì bạn nào quan tâm thì chúng ta tham gia chung hoặc là bạn nào muốn mở một cái tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí à, mở miễn phí và giao dịch cũng đang hiện tại là đang miễn phí luôn đó là mở tài khoản tại công ty vps thì về chung cái nhóm của mình À, thì, thì để các bạn admin sẽ thêm vào rồi chúng ta hỗ trợ chúng ta chia sẻ chúng ta đầu tư cho hiệu quả. À, VPS vẫn nằm trong top 10 công ty chứng khoán có cái thị phần lớn nhất trên thị trường chúng ta. Ha. Thế nên các bạn cũng đừng lo lắng về vấn đề này. Đó thì các bạn cứ mở tài khoản ở đây ở Hà Nội. À. Các bạn chú ý là họ tên của bạn phải nhập đầy đủ và có dấu nhá. Nhập sai cái mốt điều chỉnh rất là mệt rồi đặc biệt nữa là cái số điện thoại. Số điện thoại các bạn phải nhập cho đúng, 098 mấy 097 mấy, 091 mấy thì cứ nhập cho đúng cho đầy đủ vào. Khỏi cần cái cộng 84 làm gì hết á. Ở chúng ta ở Việt Nam mà. Đúng không? chúng ta nhập đúng số điện thoại bởi vì sau này ví dụ các bạn nhập sai tên chẳng hạn thì may ra các bạn còn sửa được sửa từ xa sửa online được còn sai số điện thoại các bạn bắt buộc phải đến công ty để các bạn sửa mới được bởi vì sao cái số điện thoại liên quan đến cái mã bảo mật otb các bạn nạp tiền rút tiền gì đó à, nó liên quan như vậy nó quan trọng cho nên người ta không cho các bạn sửa trực tuyến sửa online và các bạn bắt buộc phải đến công ty cho nên là nó rất là rắc rối mấy cái thông tin này đơn giản thôi mà chúng ta nhập toàn bị sai không rất nhiều người sai họ ghi nhập đầy đủ thông tin có dấu ở đây rõ ràng như thế này mà chúng ta vẫn nhập họ tên không dấu số điện thoại của mình cũng nhập sai nữa đó thì ở đây là nếu bạn nào ở ngoài Hà Nội mà chúng ta muốn tham gia chung vào nhóm tức là mở ID ngoài Hà Nội ấy, thì chúng ta nhập cái mã ID của nhóm mình đó là 8233 đó là tên mình đúng không ạ còn bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng tham gia vào nhóm thì chúng ta nhập cái ID 8740 đó là tên thanh Mai là được đó, chúng ta nhập bảo mật vô rồi chúng ta nhấn mở tài khoản là được đó thì đơn giản như vậy thôi thì anh chị em nào chúng ta cứ mở rồi chúng ta sẽ hỗ trợ thêm vào nhóm thì cũng có những cái chia sẻ cũng có những cái nhận định nó nó sát hơn hoặc là à, có thể chia sẻ thêm các cái ý để mà chúng ta dần dần chúng ta sẽ đầu tư được hiệu quả bởi vì tôi sẽ cập nhật liên tục các cái diễn biến của thị trường trong các cái nhóm Zalo như vậy để mà hỗ trợ để chúng ta có thể là cảm nhận và chúng ta trải nghiệm theo và chúng ta sẽ nhanh, nhanh tích cực hơn nhanh giỏi hơn đúng không ạ hơn là những cái mà chúng ta nhận định chung chung ở đây rồi xin chào mọi người